Chào tất cả mọi người, nay anh em mình tiếp tục đi đổ chợ gạo nữa mọi người. Hiện tại giờ thì cũng khoảng 5:30 à. Gần 6 giờ, gần 6 sáng. Ừ. Anh em đi đổ chợ gạo nữa. Rồi, tới chỗ bến đổ chợ gạo, hai anh em mình đổ chợ gạo nữa cả nhà. Nay thì nước nó giật rồi, cũng cá nó cũng chạy nhiều lại. Chưa biết trời mạnh không, hôm mưa nè. Hôm mưa nè, sáng sao còn cá nhỏ nè. Này mặt cá còn cá nhỏ nhỏ ta. Cá to bự lắm luôn. To bự lắm kìa. Ờ có cái cốc. Bữa nay nước gần giật rồi sao cái mặt cá nhỏ lại còn nhiều dữ ta. Hôm bữa mà mình đổ là cái vườn mà. Ồ cái cốc. Đã. Đổ đi. Ra ngoài. Ê, vô cái cốc. Cốc cái dẫn xéo nhỏ nhỏ còn nó bị lọt đấy, còn lớn. Ở mấy này anh thầy đổ hồ này, cái hồ này. Hồ có được cái hồ nè. Đây hết chiếc lầu rồi mai mới thấy cái hồ nè. Cái hồ. Ừ. Ê, đó hồi đó mày gặp mấy cái này em đâu biết cái hồ đâu. Không biết rồi. Không đâu, biết đâu. Có cái đầu bự kia đâu. Hôm bữa đợt đó anh nói cái hồ em mới biết á. Ờ, mấy con cá hồ này theo như mình nó lớn đi mấy chục ký anh thầy. Cá tầm á. Cá tầm hả? Ừ, lớn cá tầm ký luôn. Lớn dữ luôn. Không được. Ồ, sáng nay còn lạnh quá. Này, ồ, còn gì mấy con cá. Ô lắc đầu vô ơi. Xịn chết rồi. Dính đó hả? Đi đợi con cá qua đi nó không ấy. Rút bắt cái thò đầu cho cái rút. Dính bự, dính em dính bự. Được không? Ừ. Rồi, cho nó trên chịu trên. Để nó đè anh cái nằm luôn à. Cái ổng đứt lợp từ cả này. Ừ, dạ, dịch chết từ đây. Ồ, lấy cái cây dít ra, bóc ghê ghê quá thầy. Ồ, bóc vô ghê quá à. Cái tay gì khủng không á. Về dít chặt tay này dục luôn chứ. Tay bỏ luôn. Về đâu có bà hai. Chị đừng cho ổng đụng. Nó đụng cho mình luôn rồi. Cái đó là chắc có quá. Cái này cũng có lý nữa này. Ủa cái này cũng được nè. Cái này nó bị cán ra chặt. Cái xà lan hả? Cái xà lan đầu em này đi phải không? Vậy mày móc à, vậy mày móc không cho ừ, đừng cho đậu này nữa. Cá cái này. Ừ, ở trên là lập trên này chạy mấy cái bự mà. Lập dưới sông chạy cái nhỏ nhỏ. Chuyên nghiệp gì thế.
Ủa đâu rồi? Hết rồi. Hết rồi, hết luôn. Hết rồi, hết rồi. Không hay gì vậy? Ồ, phải đâu, hẹn chị. Cũng cơ bản lắm chứ, dễ đâu. Cái con cá... Ồ, nãy có con cá... Cái cóc. Cái cóc đã. Ừ, cái cóc bữa... Cái cóc này béo lắm. Cái cóc nó ngon dữ vậy. Ê, mà nó khờ rồi anh ơi. Xả độc. Xả độc không nghe. Nó khờ kìa. Để cột cái lạc. Ừ, cái cóc này khô lạc. Đồng súng với trình điển rồi kẹm vô nữa ha. Tại vì rau muống kiếm rau muống nữa ha. Rau muống gỏi. Nãy giờ mình mới có 3 cái không ta? 4 cái luôn hả? Ủa đâu 4 không? 3 cái không ơi? Em xem với 3 cái ta. Cái đó 2 cái. Đây cái thứ 3 nè. Xả độc rồi, cái này biết. Trời ơi, dục rồi chứ gì? Ừ, cái đó. Không, phải. Cái này đâu phải. Cái đó quá đào à. Vậy là cái nghề dục rồi. Cái này ông mẫu gì không bỏ đông tiêu. Được cái gì ông đổ bỏ đông tiêu vào. Cái ông mấy ông bao. Trong đại ca đó phải không? Nhắc ông vô. Bẻ nhỏ lên coi. Bự quá nó đâu qua cái. Còn lửa. À, còn lửa. Ừ. Ủa sao đổ lò cũng lo còi con đổ lò mình lo còi lửa trong đó mình chạy. Lửa nó mới trong đám lục bình bay lên kìa. Em gà anh hai có gà thăm cái ấy của ông bạn mình không? Ừ, quên nữa ta. Hôm nay nhắc nhớ không đi cho đó luôn. Ngoài đó là vẫn còn lửa nữa đó. Bạn mình ông văng lưới ông bỏ luôn. Tôi chạy nè. Cái này chạy mạnh hơn mấy cái nãy luôn, cái cá bự hơn luôn cái này. Ờ bự đâu, thấy nhỏ cũng nhóc luôn rồi ông ơi. Chạy mà, nó chạy là chạy. Có chạy mà cái nhỏ cũng nhiều nữa rồi. Cái mà dính này à? Ê, cái này chạy mạnh hơn mấy cái nãy anh hai. Cá bự. Ờ, cái này cá bự cái nãy nè. Nhuyễn nhuyễn lắm mà chắc chơi được, phải không? Xúc hả? Ừ. Xúc nhuyễn hả? Nhuyễn lắm rồi đó. Quá tay mấy con cò rồi. Anh ơi, phải con cò, con này con gì ta? Con này con con ăn ốc. Con ốc con gì ông? Rồi nó bay một đàn. Ờ nó bay nhiều ghê anh hai. Lắm. Nữa nè. Ờ mấy con này nó đi theo bầy không nha. Kìa nhóc luôn kìa. Nữa kìa. Thank you.
ối vô, ối vô. Dạ. 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 Như thấy ve ga hết hồn, nhìn cái ve ga chúng đâu hay gặp gì đâu hay gì, ve ga làm tôi cũng hết hồn. Vậy bàn của anh sẽ làm tao cũng hồi hộp cho mày nổi, tự nhiên đổ vô ve ga nhìn liếc vòng nữa. Wow sao tôi bạn có ông nào nhẹ bộ nước quá bộ. Rồi gỉ mạnh lên, nghe gấp gấp rồi đó. Gãy mấy mình lọc. Cái ní không? Mà đi cái nhỏ. Cái nhỏ nhỏ không à, chị chờ cái lóc lê lại đi, chiều hai ông xui nướng xin que giờ cái lóc xin que cái cấp nướng ơi đồ tao xin que cống ke vô tao nướng xin que là phải cái ông già que nó kiếm gì mấy xin que à, thịt bò hay gì xin que đâu. Ê xin que cái con này xin que được nè. Ừ. Lên sao gì tôm xin que, tôm xin que ông không dám đi mà ông gàng nó chảy tôm gì à. bữa ký máy không à? mà như là có hai ba cái giới không ta, một cái hả, cái một mà chạy gì đâu mà ký máy tôm dữ rồi. Có mấy cái ngợp. Cái ngợp, cái ngợp. Ngợp gì? Cái nó ngợp. Cái sình luôn. Ngợp nổi luôn. Cái hết rồi, cái sình. Cái ngợp, kiểu kỳ trời. Cái ngợp từ gầu, còn nó là sình nữa. Sình ta. Không vệ sinh. Cái sình, sình, cái sình không ghê. Bị mạnh lên, nó dướng cái ngặt như cái tay. Nói. Có cái dầu rồi, để chiều để lên trong xuôi về ổng cái ông làm những lần. Ừ. Thấy ổng như giấm vậy. Chèo. Cái này cũng có lý. Lẽ gì nó đây nè. Cá nó mini quá, có dâu thả đi, không xanh nó đi. Ủa hả? Bữa nay ta dương mày không xanh nữa. Rồi đây, đỡ cho. Hết rồi. Là
cột cửa này đâm một cái cũng ở như gấp đôi như này, như cỡ này là hơi nhỏ nữa. Quá thanh lợp ừ. Cái trên này là thường xuyên chạy cái dầu, cái dầu với cái bự thằng cá dưới nữa. Còn lại những cái này đây chạy cái bự thôi. Ơi nhảy ngoài. Bên này có lấy hơn mấy chiến trước nhiều. Có lấy không biết chút cái dạng này luôn rồi chứ có lấy không. Năm mấy năm trước cái đang ngon của bự rồi, năm nay xem chứ. Trời ơi, cá lóc phóng qua nên thằng. Cá lóc không lẹ. Có cá lóc luôn. Quá để mạnh lên. Cô nương trên bờ, cô nương sợ dính nhưng mà hình cô nương vô sai. Rồi hết sao giỡn lên người anh này. Ôi. Chắc được cỡ khoảng 8 kg á. Gì? Trên 10 kg ông ơi. Trên 10 hả? Ừ. Qua hết cái này ta còn 11 12 kg mà. Ờ, này bữa nay cá ngon cá bự nữa nè. Nay mà cá chạy cũng tương đối cũng được được. Có được cá lóc luôn nè. Ừ. Con cá lóc. Con cá dài với con cá cóc. Cá cóc bự luôn. Rồi, gặm lên đây. Rồi. Được cỡ đây cái đi rồi tát nước cái này lên luôn.